Hụt hẫng, khó chịu là tâm trạng của nhiều người trẻ khi bắt đầu quay trở lại công việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với họ, việc quay trở lại thành phố hay chen chúc trên đường đi làm để chấm công đúng giờ thực sự là nỗi ám ảnh. Mình được nghỉ có 6 ngày thôi nên là mình rất là muốn là ở nhà thêm ấy, cảm thấy chưa có hứng thú đi làm lắm. Với lại là so với ở quê thì ở quê đang rất là bình yên và lên Hà Nội thì rất là bon chen. Thật ra là thể xác ở công ty còn tâm hồn thì vẫn ở nhà vì vẫn đang trong vừa nghỉ dài mà thì ai cũng muốn nghỉ thêm ấy thì vẫn chắc phải mất khoảng 3 đến 5 ngày để lấy lại tinh thần để có thể tiếp tục làm việc hiệu quả như trước khi nghỉ Tết. Thực ra thì là ở quê ấy, thì mình đang chơi, mình đang vui mà ở nhà thì mình cũng có thể là vừa ăn vừa xem phim rất là vui vẻ, mình không phải nghĩ ngợi đến công việc mà tự dưng có một cái chuỗi ngày nó đang vui vẻ như vậy mà tự dưng lại phải mình phải đi làm ngay thì thực sự là không nỡ ấy. Cái cảm giác mà đi làm sau Tết ấy thực sự là nó rất là uể oải mà cái cảm giác này nó kéo dài hàng năm, năm nào cũng có Tết mà. Theo các chuyên gia tâm lý, cảm giác uể oải trong những ngày đầu tiên đi làm sau khi nghỉ Tết là chuyện hết sức bình thường. Để có nhiều năng lượng bắt đầu công việc cho năm mới, người trẻ cần chuẩn bị tâm lý và lên kế hoạch, liệt kê những việc chưa hoàn thành và những việc cần làm trong vài ngày đầu sau khi đi làm để có một cái nhìn rõ ràng hơn. Theo tôi thì để trở lại cái công việc một cách suôn sẻ thì chúng ta phải chuẩn bị về tâm lý. Khi mà chúng ta chuẩn bị về tâm lý, ví dụ như là cái kỳ nghỉ lễ Tết này có bao nhiêu ngày, thì khi có một sự chuẩn bị rồi thì đúng như cái ngày đấy là chúng ta biết là hết Tết rồi, phải quay trở lại công việc. Điều thứ hai là chúng ta luôn luôn để có một năm thuận lợi, chúng ta phải lên một kế hoạch của một năm. Và thường kế hoạch sẽ hiệu quả nhất, không phải là chúng ta lên ngày đầu năm đâu, mà chúng ta sẽ lên kế hoạch ngay từ khi mà chúng ta bắt đầu nghỉ Tết, là chúng ta sẽ phải lên kế hoạch năm tới như thế nào. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái công việc nó vừa sức thôi hay là nó nhỏ nhỏ thôi để chúng ta khởi đầu. Khi chúng ta làm công việc đấy thành công thì chúng ta có một cái đà, có một cái sự vui vẻ nhất định. Và chính cái cảm xúc vui vẻ đấy nó sẽ là cái động lực để chúng ta có một năm mà thường xuyên là thành công và có cái sự thuận lợi đó. Sau kỳ nghỉ lễ dài, đối mặt với công việc bận rộn, chắc chắn nhiều người sẽ khó thích nghi trong một thời gian. Trên thực tế, hội chứng sau kỳ nghỉ lễ là một trạng thái tâm lý bình thường mà hầu hết con người hiện đại đều sẽ mắc phải. Nhưng chỉ cần biết cách điều chỉnh và chăm sóc sức khỏe, chúng ta sẽ sớm có thể trở lại trạng thái bình thường.